Thiên hạ công phu xuất phát từ Thiếu Lâm. Truyền thuyết Hà Bắc có Thiếu Lâm tự, Phúc Kiến có Thiếu Lâm tự, Triết Giang, Quảng Đông, Tứ Xuyên cũng đều có Thiếu Lâm tự. Nhưng mà từ xưa đến nay vẫn mang một sắc thái thần bí. Thiếu Lâm tự, thật ra Thiếu Lâm tự ở đâu? Trung Sơn, ngụ tại trung ương của bản đồ Trung Quốc, còn gọi là Trung Nhạc, là một trong năm núi nổi tiếng của Trung Quốc. Trung Nhạc Tháp là tiêu biểu của Trung Sơn, là một ngôi tháp làm bằng gạch xanh đời xưa của Trung Quốc. Trung Nhạc Trung Sơn nằm ngay ở trên phía tây của tỉnh Hà Nam, huyện Đăng Phong, do hai nhóm núi tạo thành. Phía đông là Đại Thất Sơn, phía tây là Tiểu Thất Sơn. Thế núi đặc sắc, xa xa nhìn tới trông như là mỹ nhân ngủ say ở trong mùa xuân vậy. Công phu của Thiếu Lâm đã được xuất phát từ rừng tre của Ngũ Vũ Phong dưới Tiểu Thất Sơn. Thiếu Lâm tự được lập lên vào thời Bắc Ngụy Hiếu Hòa Thái Văn Đế năm thứ 19, đã có lịch sử trên 1.400 năm. Trên Ngũ Vũ Phong có một đạt ma động. Truyền thuyết có một vị nhất dĩ lộ giang thiền tôn sư tổ, một hòa thượng Ấn Độ tên là Đạt Ma, ở trong hang động này ngồi thiền hết 9 năm. Bởi vì thời gian quá lâu nên thân hình và ánh mắt đã chiếu xạ vào tảng đá này, nên tảng đá này còn gọi là ảnh thạch. Bây giờ đã được di chuyển vào Thiên Phật tự trong Thiếu Lâm để thờ kính. Thiên Phật điện là nơi thu hút sự chú ý của dân chúng đối với Thiếu Lâm tự. Trong điện còn có bích họa 500 La Hán tạo hình và thần thái đa hình đa dạng, không một người nào giống cả. Đây là chỗ tập luyện võ công của Thiếu Lâm Hòa Thượng. Trên gạch vuông có 48 rãnh sâu, đó là dấu chân luyện công tập chống mà tạo thành. Ôi, thiệt là lâu ngày thành công đó. Ở một ngôi bạch y viện khác, ở hai bên trái và phải cũng đều vẽ đầy hết bích họa hòa thượng Thiếu Lâm luyện công. Đó chính là công phu Thiếu Lâm bí ẩn. Trầu như mèo, đẩu như hổ, bức tranh hành quyền của Thiếu Lâm hòa thượng, một chiêu một thức rõ ràng phân minh. Những người ở trong nghề nhìn vào thì sẽ biết đó là Thiếu Lâm chính thống rồi. Thiếu Lâm võ thuật từ đời Minh đã được truyền khắp hải ngoại. Huyền sư Nhật Bổn Trung Đạo Thần 40 năm trước đi tới Thiếu Lâm tự. Sau khi coi sơ qua bích họa về Thiếu Lâm hòa thượng đối đã chiêu thức, đã sáng chế ra 3 pháp 25 hệ và 600 mấy chiêu Nhật Bổn Thiếu Lâm tự quyền pháp. Tới nay, môn đồ ở trong khắp nước Nhật Bổn có khoảng 1 triệu người. Tháng 5 năm 1980, Nhật Bổn Thiếu Lâm quyền pháp, người sáng chế là Trung Đạo Thần, đã cùng với phu nhân, con gái và môn đồ đắc ý mười mấy người đã từ xa tới Sung Sơn Thiếu Lâm tự, đã lập một bia đá quy sơn kỷ niệm. Ông ta tự nhận mình là đệ tử nhập thất của Sung Sơn Trung Quốc Thiếu Lâm tự. Đến nay có những truyền thuyết về Thiếu Lâm tự. Bộ phim này là căn cứ vào sự ghi lại ở trên bích họa, nói lên câu chuyện Thiếu Lâm tự thập tam tăng cứu vua Đường. Sao
đã tuyên bố ba vị thiết ma cảnh toàn thể đã được sa ni thanh tịnh giới thể. Tôi đại diện toàn thể nói lên luật thập giới như là sắc tướng thủ trì để hộ thân thể các xưng pháp danh. Giác diễn. Thứ nhất, tấn hình thọ bất sát sinh là giới sa ni, chú có làm được hay không? Tấn hình thọ bất sát sinh, chú có làm được không? Tấn hình thọ bất sát sinh, chú có làm được không? Ai dám làm biến bãi công sẽ bị giết chết. Thời đại cuối của từ triều, thiên hạ đại loạn, quần hùng chia rẽ, đuổi bắt tại Trung Nguyên, tranh vị bá ngôi. Tướng phản của từ triều là Dương Thế Sung kéo binh vào Đông Đô, tự xưng là Trịnh Dương, bạo chính khắp nơi, làm dân chúng không được yên sống. Lý Thế Dân đã ở bên kia bảo hoàng hạ bố trí đại quân, nếu chỉ nhờ mấy tên già này thì biết bao giờ mới xong chứ. Bốn đại tướng quân tập kiếm không ra những tên nào mạnh khỏe, thậm chí những tù nhân sắp chết cũng đã tận dụng hết rồi. Dùng hết cái đám người phản bội lần trước, kéo tụi lính của tiền triều đem ra làm hết. Dạ. Làm gì đây chứ? Đi. Nhanh lên đi. Người tự xưng là thần thổi tướng ở trên giang hồ sao? Hôm nay ta phải đánh cho ngươi thành tướng què giò. Yeah!
Tiểu hổ, chạy đi! Đi mau đi! Cha! Chạy đi! Cha! Chạy đi! Dân đói càng ngày càng đông, nếu cứ kéo dài như vậy, thiếu lầm tùy có sản nghiệp, cũng sẽ bị mòn sạc nghiệp. Tế thế an bằng, đúng ra đó là tôn chỉ của Phật gia. A-di-đà Phật. Ở này sau này không có chọc cơm cháo gì nữa hết, nói họ ăn xong thì về đi, không ai được ở đây hết đó. Phương tượng à, phương thế của anh nặng lắm, gần như là chết gì đó, mong phương được cho anh ở lại. Không được, không được, chỉ cần cho một người thì sau này sẽ có phiền phức đó. Tăng trực, cứ một mạng người còn hơn là bao nhiêu chuyện công quả nữa. Ê, phương trượng, người này lai lịch không có rõ, sát khí đầy mặt, chỉ sợ là hắn sẽ liên lụy tới thiếu lâm ta. Từ khi Dương Nhân Trắc trấn thủ Đông Đô giết hại kẻ vô tội, thì tất cả lòng người ai ai cũng có oán hận mà thôi. Phương trượng, người xuất gia một lòng từ bi, mong phương trượng hãy toại nguyện cho hắn đi. Phải đó. Cứu sống hắn đã rồi hãy nói sao? Phật tổ bảo hộ. A-di-đà Phật. Nhảy ra tam giới ngoại, bất tại ngũ hành tông. Ông tự tìm lấy phiền não đó. Sư phụ à, nước cháo cũng không uống được, phải làm sao đây? Cậu ta quá yếu sức rồi, ở đây chỉ có cơm và cháo mà thôi, ta sợ không thể cứu sống được. Còn thể thống gì nữa, bản thân là người xuất gia thì phải làm sao chứ? Trải như phong, đứng như tùng, tạ như chuông, nằm như cung. Vậy mấy người ở đây làm gì? Tụi con ở đây tập võ công rắn nước đó. Ngoài tự tập công, có vi phạm lễ quy, phạt thiền đối tượng 3 ngày. Đi đi. Đi theo đi. Còn không chịu đi ngồi thiền, theo ta làm cái gì? Ừ.
Cười cái gì? Có gì mà đáng cười? Thân là tăng nhân phải vô hận vô thần nghiệp tà. Nghiệp xúc. Sư phụ, giết nó đi. Tội lỗi, phóng sinh nó đi. Để tôi xin làm. A-di-đà-phật. Sư phụ. A-di-đà-phật. Đệ tử có tội. Có tội gì? Đệ tử đã phạm tội sát sanh. Cứ một mạng người đắc đạo thăng thiên, ít có linh nhất định sẽ cảm kích các con đó. Thật à? Thầy không có nói đùa đâu. Đệ tử hiểu rồi. Đau lắm sao? Không đau. Đại sư, cảm ơn ông. Đợi khi nào lành lại rồi hãy nói nha. Sư phụ à, cháu ếch đi, vô hại còn cho thêm 2 trứng đó. Con bé này thật là có lòng quá. Sư phụ à, nêm có vừa không, được không hả? Biết mà còn hỏi nữa. Mấy cái đứa này thiệt. Ah!
Để con đi nữa nha. Ham ăn ham ngủ chẳng chịu làm gì cả. Thật là hết thuốc chữa. Cái thứ như mày á,
đã vừa tham ăn mà lại vừa ham ngủ nữa. Ê, chạy đi, chạy đi. Ê, ê. À, chết rồi à? Ai đó? Là tôi đây. Ngồi đây làm gì? Tôi muốn đi đường tắt, đi lấy nước đó mà. Chỗ này là chỗ nghỉ ngơi của lịch đại thiếu lâm cao tăng, không được phép của phương trượng, không ai được vào đây nghe chưa? Đi đi. Dạ. Không muốn hại mày chết đâu. Ở đây có cảnh sông núi mát mẻ, an táng mày ở chỗ này cũng là không có lỗi với mày rồi. Chôn nó đi cũng hơi tiếc đó. Thơm phức, thần tiên cũng còn đứng không vững nữa kìa. Trấn thứ đại sư là hòa thượng mà. Tiểu hổ. Đại sư, thân thể của con yếu như vậy, món này rất là hợp cho con đó. Con con là người phàm tục, hơn nữa là ở ngoài thiếu lâm tự, thanh quy giới luật không thể quản thúc được con. Cứ ăn đi. Đại sư à, có ăn qua chưa hả? Ở quê tôi, họ thích dùng gừng già, hột cẩu kỷ, trái hồng khô và đậu đen để mà hầm nó. Coi như món đồ bổ, chứ nướng vậy cũng lần đầu tiên tôi thấy. Đại sư à, cũng vì con, đại sư vất vả quá nhiều rồi, đại sư cũng nên bổ thân đi. A Di Đà Phật. Từ khi xuất gia tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Rất tiếc tôi không được khẩu phúc này. Không có người tới đây đâu. Hơn nữa chỗ này là ngoài dòng thiếu lâm. Đại sư ăn đi. À, sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Con này sư phụ hữu à. Ô à, mấy năm nay tụi con sống ở thiếu lâm tự, ăn toàn là nước cháo không à. Đến bây giờ đến lúc tụi con phải cần tắm bổ rồi phải không? Đúng rồi, ở đây đâu nước hỏi không à, chúng ta là cháo không à. Cháo không à, tụi con phải tắm bổ chứ. Sư phụ à, cũng ăn một miếng đi sư phụ. Các đệ tử của tôi, họ cũng là người xuất gia nửa đường lúc hoạn nạn thôi. Tạm thời theo Phật, đương nhiên là không được thành tâm rồi. Ăn đi, ngon lắm hả? Rồi lắm, ngon chứ. Sư phụ à, bây giờ tụi con có phạm giới rồi phải không ạ? Tủ thịt xuyên tường qua, Phật tổ còn trong lòng. Người xuất gia trong lòng có Phật, làm nhiều chuyện lành, không cần để ý mấy chuyện nhỏ này. Đệ tử hiểu rồi. Tủ thịt xuyên tường qua, Phật tổ ở trong lòng, sắc không sư huynh đã sớm hiểu được đạo lý rồi đó. Đại sư, anh ta... ân ái không thể nào quên. Sắc không? Tử nhập sầu trường, sầu thâm sầu. Con đừng có uống sai quá. Mọi người đã ăn thịt chó của tiểu hổ rồi, được ân huệ của người ta còn chưa báo đáp đó. Sư phụ, người xuất gia như mình, tứ đại giai không, có gì đâu mà báo đáp chứ.
Sẽ không sư phụ, anh có sao không hả? Anh say rượu rồi. Cái thằng này thờ gì đó nhỉ? Sẽ không, chụp lấy. Đại sư, anh giống sai nhưng chẳng phải là sai. Giống sai nhưng không phải là sai. Thúy con. Đúng vậy. Năm xưa khi vợ anh ta gần đẻ con, anh ta đã mua một bình rượu bổ về để mừng cho vợ con. Lúc đó đám binh của Dương Nhân Trắc tới cướp xóm của anh ta. Không ngờ khi ảnh về tới nhà thì vợ của ảnh đã bị tụi lính giặc giết chết rồi. Sau đó ảnh cứ lấy rượu để tiêu sầu, tối ngày say sưa. Nhưng mà nhờ đó đã cho ảnh có dịp để lập ra bộ túi côn này. Wow, võ công của anh giỏi như vậy, tại sao lại không đi trả thù chứ? Quả đâu có thể địch chúng. Trốn mau. Trốn đi. Đà Phật, tội lỗi. Dương à. À, cô nương. Anh có thấy con chó của tôi hay không? Đây nè. Anh thiệt là to gan. Không phải đâu cô nương à, cô nghe tôi giải thích đi nào. Tôi không nghe. Trả con chó lại cho tôi. Cô đánh đây chưa hả? Cô đánh nữa tôi ra tay đó nha. Anh dám đánh tôi. Tôi thấy cô là đàn bà, tôi bỏ qua một lần nữa nha. Cô đánh nữa tôi ra tay đó nha. Cha. Cậu ta có lỗi gì với con mà con đánh cậu như vậy? Thật là quá đáng. Anh mới là quá đáng. Cô nương à, tôi không phải cố ý đâu. Tôi mặc kệ. Ai ăn cung dưỡng của tôi thì tôi sẽ không tha cho người đó. Ê, nếu con nói như vậy cũng không tha cho cha phải không? Dạ. Thịt đó cha cũng có phần ăn đó. Hả? Dạ. Sao cha cứ nói hộ cho ảnh hoài vậy? Con cũng vậy mà. Vết thương của ảnh được mau lành như vậy cũng nhờ một tô sữa dê và hai quả trứng gà đó. Con. Cảm ơn cô nha. Tôi ghét anh. Lý ơn trả quán. Con không sao chứ? Đại sư, cô là con gái của đại sư à? Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất mẹ rồi. Năm xưa ta bị đám người Dương Nhân Trắc đuổi giết, nên buộc lòng phải trốn vào Thiếu Lâm Tự. Lúc đó ta gửi nó ở một nhà nông dân nuôi nấng, trong khi người nông dân kia không có con cái, nên cưng nó quá cho nên hư đó. Đại sư, con phải với Dương Nhân Trắc để trả thù. Đại sư dạy dỗ cho con đi. Tự có tự quy. Công phu Thiếu Lâm Tự là để phòng thân, không được ngoại truyền. Hơn nữa con không phải là Thiếu Lâm Hòa Thượng, nên ta... Đại sư, con xin làm hòa thượng. Thank you.
không có được sát sanh. Nó cắn con. Phật môn quảng khai, thiện gia tận lai. Hắn một lỗ hung khí, lòng đầy thù hận sát cơ. Phật môn không thể nào cho phép nó đâu. Phật gia là lấy quảng hậu đại nhân, giác diễn nguyện xuân tộc, kỳ tâm đã hướng thiện. A-di-đà Phật. Nguyện đoạn mọi điều ác, nguyện tu mọi điều thiện, thề đạo tất cả chúng sinh. Giác diện. Sau đó, tại sao con không tập? Sư phụ, đệ tử làm hòa thượng đã 3 tháng rồi. Ngoài chuyện gánh nước chẻ củi, chỉ ở đây dậm chân thôi. Vậy bây giờ sư phụ mới dạy thiếu lâm công phu cho con. Con mới tập có 3 tháng thôi. Con coi, các sư huynh của con kìa, ai ai cũng đạp ra những đường rảnh, những công lực kim cương đảo chút, không phải 3 năm hay 5 năm mà có được. Cái gì? Tập dậm chân cũng phải 5 năm, 3 năm hay sao? Nên nhớ, muốn tập võ không sợ khổ được. Đệ tử nhớ rồi. Công dùng để tự vệ, không được làm người ta bị thương. Còn một lỗ hung khí, trên mặt sát khí tràn đầy, phạt thiền hướng vào trong tường 3 ngày, không được tập võ. Sư đệ à, sư đệ à, em có sao bị phạt nữa hả? Hả? Mau đi làm đi. Chỉ một con mũ cũng là phạm sát giới, vậy tôi làm sao trả thù cho cha được chứ? Không cho học võ công, tôi làm hòa thượng làm cái gì? Mặc lên áo cà sa thì tâm sự càng nhiều đó. Tôi không mặc. Sư phụ, xin tha cho đệ tử không từ mà việc. Cô nương nó đẹp lắm, bắt nó về đây cho ta. Đuổi giết cho ta. Ngừng tay.
Cảm ơn anh. À, sừng nai hầm đuôi dê bổ lắm đó tướng quân à. Bổ cái gì? Nếu mà không có đàn bà thì làm sao mà bổ được chứ? Bổ với bà hả? Tội lỗi mà. Tướng quân xin đừng nói giận, tôi đây đã kiếm được món bổ rồi. Món gì? À, đó. Hay đó. Tướng quân, tướng quân coi chừng con nhỏ đó nha, nó hung dữ lắm đó. Hung dữ hả? Tướng quân. Chuyện gì? À, tướng quân, ở ngoài có một thằng nhóc đánh thương mấy anh em chúng ta. Đồ ngu kia còn dám làm tàn nữa hả? Cứ thích nữa. Giáp diễn là cô hả? Put
cái tên thầy chu quỷ này muốn chết hả? Cảm ơn cô. Tôi còn phải cảm ơn anh đã cứu tôi nữa. Bà cô nương à, cô không giận tôi hả? Tôi giận anh cái gì? Tôi nợ cô một mạng chó đó. Một mạng chó đổi một mạng người, tôi còn có lời nữa đó mà. Rất tiếc tôi không đủ bản lãnh giết Dương Nhân Trắc. Dương Nhân Trắc người đông thế mạnh, cha của tôi võ công cao như vậy mà cũng phải ở lại chùa Thứ Lâm để mà trú ngụ. Anh cũng nên trở về chùa Thứ Lâm đi. Nhưng mà tôi lén trốn ra đó. Em sẽ về đó mà. Không dám bỏ lại sư huynh chứ gì hả? Đúng như vậy rồi, làm sao bỏ được. Ê, mình chưa đựng lâu lắm mới có mấy lỗ này thôi. Mới gặp có mấy ngày mà em đã có mấy lỗ rồi. Hay hay thiệt đó nha. Sư phụ. Sư phụ, xin hãy phạt con đi. Ăn có 3 ngày chay thôi là muốn lên Tây Thiên rồi. Trên thế gian này đâu có chuyện gì mà dễ như vậy chứ. Con lụm được cái mạng này về cũng là may mắn lắm rồi đó. Con đói bụng rồi. Uống đi mà. Uống đi cho nó khỏe. Cảm ơn sư phụ. Sau này phải cố gắng theo các sư huynh để học hỏi nha. Put
Tiểu sư phụ à, họ người đông thế mạnh, đừng nên chống lại. Đi theo tôi đi. Đại tướng quân hả? Bắt nói gì cho ta? Ấp Lâm thánh địa không được lệnh của phương trưởng bổn tự, bất cứ ai cũng không được đi vào. Lộn ngôn, muốn chết hả? Ngừng tay, không được động thủ. Phương trưởng. A Di Đà Phật. Tướng quân, tháp Lâm này là mộ địa của cao tăng Thiếu Lâm chúng tôi, Trịnh Dương đương kim cũng tôn kính nữa. Không biết đại tướng quân sao lại dùng binh kiếm tới đây vậy? Một tên tội phạm của Trịnh Dương trốn ở trong tháp Lâm kia, chúng tôi phải vào đó lục xét. Tên tội phạm đó do một tên thầy chùa cứu hắn ra. Nếu ông không cho chúng tôi vào trong đó xét, Trịnh Dương giáng tội xuống ông chịu nổi không? Ở tháp Lâm này là đất thánh khiết, xin đại tướng quân xuống ngựa rồi hãy vào lục xét có được không? Vậy được. Theo tôi. Chặn tất cả các lối, chia ra lục xét. Dạ. Sư phụ. Sư phụ. À.
Dạ. Bên kia. Nghe này, hướng theo phía sau núi chạy, không được quay đầu lại, nhưng lại là tôi bắn chết liền. Đi lại đi. Các người vào đây làm gì? Giúp đại tướng quân bắt tội phạm mà. Vô lý. Tội phạm chạy lên núi rồi. Hả? Lên ngựa đuổi theo. Đi đi. Nghe nói Tuần Dương Lý Thế Dân thường hay đơn thân độc mã vào thăm doanh trại, không lẽ anh là... Cô nương, thật cảm ơn cô nương nhiều. Cả hai ngày rồi không có đồ ăn đó nha. Nè, ăn đi hả? Ê, anh đã làm hòa thượng rồi, còn có thể ăn thịt được sao? Tủ thịt xuyên trường qua, Phật tổ còn lại ở trong lòng. Người xuất gia chỉ cần trong lòng có Phật, như vậy thì... Nè. Yeah. Người xuất gia như cậu, ăn uống thật là cực khổ đó đi. Không phải đó. Mấy ngày nay, Dương Nhân chắc cứ cho lính đi khắp nơi để lục xếp. Hai vị cỡ lại đây thêm vài ngày nữa đi. Tôi sẽ mang nhiều đồ ăn ngon tới đây nữa. Dạ, cảm ơn ý tốt của cô. Tôi có công chuyện phải đi gấp ngay. Phải cần qua sông Hoàng Hà đó. Không biết ở gần đây có đường tắt nào không hả? Được, tôi hộ tống công tới băng Hoàng Hà. Trên đường có nhiều cửa khẩu như vậy, cô làm sao mà qua được chứ? Đừng có gãi hoài. Hai vị quá trời sinh ra một cặp. Rất tiếc là cậu làm hòa thượng. Mắc cỡ gì chứ. Chạy. Tới rồi nha. Rất tiếc hắn là tên hòa thượng,
Tướng già, bây giờ thì cũng đã khuya lắm rồi, tân nương tân lang còn phải về động phòng nữa đó. Mong ông thông cảm đi mà. Dương mặt hả? Ngươi còn ở đó làm bộ à? Là thật là giả thì đâu qua khỏi cặp mắt của thượng quan chứ. Nè, tôi đãi mà anh uống rượu nha. Cho chúng tôi đi đi mà. Thôi đi 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 đi. Cảm ơn tướng già, cảm ơn tướng già, cảm ơn tướng già. Ê già đại ca, người ta làm đám cưới thôi mà, sao lại nghi ngờ như vậy? Thôi đi về uống rượu cho đã đi, đi đi. Có đau không? Không đau. Nè. Đừng có làm từ từ nữa mà. Lột miếng ra đi. Ây da, chảy máu. Anh đang cười gì vậy? Cô giống như là cô dâu thiệt vậy đó. Cảm ơn hai vị ân nhân. Ân sâu cứu mạng, tôi sẽ trả sau. Lý Thế Dân, người không chạy khỏi đâu. Đi lên. Ngưng lại. Đại tướng quân bảo phải bắt sống hay chưa? À đại ca, ngày nay mình trở về được thăng quan phát tài rồi đó nha. Bắt lấy nó. Đưa ông qua sông đi. Vậy con lẹ đi. Đi nhanh đi. Phóng tên! Đám hòa thượng này muốn làm phản hả? Cho trời làm gan, họ cũng không dám làm phản đâu. Phật môn cấm sát giới mà. Lên! Sư phụ à, bây giờ phải làm sao hả? Dùng phép xà khiết chiêu. Lên đi. Phật cũng phải nổi nóng nữa. Làm sao mà có thể nhịn được? Để tôi hiểu rồi. Giác diễn, cẩn thận. Hả? Ngươi dám mở sát giới? Thật là rộng vô duyên, ta chọn ngươi chết. Ah!
A Di Đà Phật. Bồ Tát xin hãy tha thứ cho chúng con. Sư phụ à, giác diễn vừa sư độ cho họ lên Tây Thiên Cực Lạc, Bồ Tát sẽ tha lỗi cho mình thôi. Đúng đó. Giác diễn nó làm theo ý Phật. Thiện tai. Sư phụ, đệ tử không đúng, lại một lần phạm giới. Nhưng mà đánh gà không chết, sao bị gà cắn lại đâu? Phải đó, đúng mà. Còn lục căn bất tịnh, với Phật vô duyên. Bắt đầu từ nay, con phải đoạn tuyệt pháp duyên. Sư phụ, con hãy đi xa trèo cao đi. Sư phụ, duyên nhân chắc còn đang ở trong thiếu lâm để chờ bắt người đó. Còn tội danh đủ giác diễn thì làm sao mà sư phụ gánh giác cho nổi chứ. Chúng mình đi về. Còn không mau lên ngựa đi. Sư phụ, Phật gia bảo là quan hậu đại nhân mà. Đệ tử biết lỗi rồi, mong sư phụ tha lỗi cho đệ tử một lần nữa đi. Mau tránh ra, không được trở về thiếu lâm tự nữa. Sư phụ, đừng cho nó vào chùa Thiếu Lâm. Sư phụ, giác diễn mau chạy đi. Sư phụ, sư đệ, người của duy nhân chắc đang muốn bắt em. Em mau chạy đi. Không được, em đã liên lụy tới các anh. Hãy lưu sư phụ nữa, cho em vào đi. Tên thầy chùa ta không bỏ qua đâu. Ba ngày sau không trao thằng thầy chùa và Lý Thế Dân ra, ta sẽ sang bằng chùa Thiếu Lâm. Thật là quả tới rồi. Lúc ban đầu tôi cũng đã nói rồi, hắn sẽ liên lụy Thiếu Lâm tự mà, không có nên để nó ở lại đây. A Di Đà Phật. Người xuất gia từ bi tội nghiệp trong lòng, phổ lộ chúng sinh trung hành. Giác diễn là đệ tử Phật môn ta, ta phải toàn lực giải cứu mới đúng chứ. Ông tu hành mấy chục năm rồi, sao lại nói ra những lời lẽ như vậy? Tội lỗi. Đệ tử đây đã biết lỗi. Đại tướng quân! Đại tướng quân! Lý Thế Dân và tên thầy chùa con đã tìm ra chưa? Dạ kiếm được rồi. Vậy đâu? Dạ bẩm đại tướng quân, chùa Thiếu Lâm đã cứu thoát Lý Thế Dân rồi. Còn quan binh tuần hoàng đã bị thầy chùa phản bội kia giết chết hết rồi. Hả? Ngươi nói gì? Làm phản rồi à? Truyền lệnh xuống, lập tức tiến quân Thiếu Lâm tự.
đang lâm vào tai kiếp rồi. Sư phụ, cứ liều lên đi. Cứ liều lên đi. Chúng mình vốn là võ tăng, quyết thề liều chết bảo vệ thiếu lâm. Sư phụ, xin cho phép đệ tử ra trận. Mọi sự cứ để đệ tử một mình đảm đang đi. Một mình đảm đang à? Mình con có thể chống lại hàng ngàn hàng vạn binh lính của dương nhân chắc sao? Con có lòng trả thù sâu sắc, không có lòng xuất gia. Tốt hơn hãy hoàng tục đi theo Lý Thế Dân đi. Sư phụ, đại ân của sư phụ con chưa trả, con không thể nào. Ta quy về Phật môn, vạn sự giai không. Chỉ còn một chuyện mà ta phải bận tâm là con gái của ta. Chờ. Sau này, nếu con có thể chăm sóc giùm cho nó, thì ta sẽ không còn lo lắng nữa. Chờ. Sư phụ, con hãy đi theo cậu đi. Cho dù thiếu lâm tự xảy ra chuyện gì, con cũng đừng trở về. Đi đi. Sư phụ. Chờ. Sư phụ. Phương trưởng, phương trưởng, không ổn rồi. Dương nhân chắc dẫn đại quân băng qua khỏi tiểu thất sơn rồi, sắp tới sơn môn đó. Nguyện vô sự trong tâm, vô tâm với sự trất hư mà linh, không mà diệu. Ông sợ cái gì chứ? Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Hãy dặn các võ tăng không được động võ. Đệ tử biết rồi. Hãy bảo vệ tất cả chùa Thiếu Lâm chiến thủ mai phục, không tha cho một tên thầy chùa nào. Đồng phong! Đại tướng quân, Phật môn là chỗ ngoài trần, sao lại cho binh mã xông vào như vậy? Thiếu Lâm bội phản, thông đồng tội phạm Lý Thế Dân, tụ chúng làm phản, chứng cứ xác thực. Nay thừa lĩnh của nhà vua truy nã tội phạm, đốt cháy nhà chùa, giết chết không chịu một ai hết. Phóng lửa! Khoan đã! Tướng quân, lão tăng đây có một chuyện xin thỉnh cầu. Nói! Tịnh thổ hùng khai thiên thu công nghiệp, nếu như thật sự có tội thì tôi sẽ không tha thứ, nếu có phạt thì cũng không thể phạt chúng tăng ta được. Ta là chủ trì trong tự, ta xin đảm trách tất cả hình phạt. Được, để ta sẽ đưa ông lên Tây Thiên trước. Đốt lửa lên. Nơi hạ lạc của Lý Thế Dân và tên thầy chùa phản bội kia, Thiếu Lâm tự có thể được bảo tồn và phương trưởng cũng có thể miễn chết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phương trưởng, phương trưởng, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giết! Hả? Người... Nếu như các người không chịu chỉ ra thì ta sẽ giết chết hết. Phương trưởng! Không được sát sanh. Phương trưởng, nếu muốn đối phó với tên ác ma này, nhất định phải làm như vậy thôi. Hàng hiếu phục ma, lập địa niệm Phật. Siêu đạo họ tới thế giới cực lạc đi. Phương trưởng! Ha ha ha!
Sư phụ, Lý Thế Dân đã dẫn đại quân vượt sông Hoàng Hà rồi, trực chiếm Đông Bộ. Các con phải bảo vệ Thiếu Lâm Tự, giành lấy chính nghĩa. Cha! 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 Đại tướng quân! Dạ thưa đại tướng quân, Lý Thế Dân đã dẫn binh vượt Hoàng Hà và đang tiến thẳng về Đông Bộ rồi. Cái gì? Thank you.
Con có làm được hay không? Sát tâm có thể an thích, nhưng lòng giành lấy chính nghĩa không thể ngừng nghỉ. Thứ nhì, tận hình thọ không ăn cắp, con có làm được hay không? Dạ thưa được. Thứ ba, tận hình thọ không dâm dục, con có làm được hay không? Sư phụ, đệ tử quyết tâm quy y Phật tổ, bảo vệ thiếu lâm, khang phù chính nghĩa. Thank you.
Tận hình thọ không dâm dục, con có làm được hay không? Dạ thưa được. Thứ tư, tận hình thọ không uống rượu, con có làm được hay không? Tôi thấy rằng giới tủ thịt nên miễn cho đi thôi. Hoàng thượng, nay vì hoàng thượng đã nói ra thì giới này đây sẽ không còn tồn tại trong Thiếu Lâm tự. Sơ niên, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã phong cho 13 cán tăng của Thiếu Lâm tự thành Nghĩa Dũng và phong quan lộc. Nhưng Thiếu Lâm tự nguyện lãnh cà sa mỗi người một bộ, thủy triển một bộ, phong địa 40 mẫu. Đường Thái Tông cảm kích thành ý của Thiếu Lâm tự nên cho phép Thiếu Lâm tự lập doanh địa luyện tăng binh. Chuyện này đã được khắc trên bia đá của Thiếu Lâm tự có 9 bút ký của Lý Thế Dân, tới nay vẫn còn lưu lại trong tự. Từ đó, Hòa Thượng Thiếu Lâm tự có thể mở rộng phạm vi tập luyện võ công. Thiếu Lâm công phu minh lương thiên hạ, quảng cập tứ hải. Shifu